Màn hình tương tác đang dần trở thành một thiết bị không thể thiếu trong các phòng họp và phòng họp thông minh hiện đại. Và nó giúp cho chúng ta thuyết trình một cách chuyên nghiệp hơn, cũng như học sinh dễ dàng tương tác với bài giảng của giáo viên. Hãng Visionix đến từ Mỹ là một trong những hãng dẫn đầu trong việc sản xuất màn hình tương tác trên thế giới. Và bây giờ, mời anh chị và các bạn hãy cùng mình trải nghiệm thế hệ tiếp theo của màn hình tương tác AFP50. Màn hình tương tác AFP50-3 với thiết kế viền kim loại mỏng mang lại cảm giác thanh thoát và sang trọng. Bên cạnh đó, màn hình còn được trang bị lớp kính cường lực có độ cứng 7H và tích hợp luôn cả khả năng chống chói. Chúng ta có thể sử dụng màn hình tương tác ở không gian có nguồn sáng mạnh mà không cần phải lo về chất lượng hình ảnh. Với độ phân giải 4K và hệ thống loa 2.1 bao gồm 2 loa stereo và 1 loa trầm, mang đến trải nghiệm hình ảnh và video sắc nét cùng với âm thanh sống động. Màn hình tương tác là một thiết bị được sử dụng ở khoảng cách gần, cho nên yếu tố về bảo vệ mắt luôn được hãng quan tâm. Ngoài khả năng chống chói của kính cường lực, chúng ta còn có các công nghệ bảo vệ mắt như lọc ánh sáng xanh và chống nhấp nháy màn hình, giúp bảo vệ cho đôi mắt của bạn. Màn hình tương tác AFP50-3 với công nghệ cảm ứng Ultra Fine Touch 20 điểm chạm mang đến trải nghiệm vô cùng mượt mà. Nhiều người có thể cùng lúc viết vẽ bằng tay hoặc bằng bút, hoặc đồng thời cả hai với nhiều màu sắc khác nhau. Màn hình tương tác Visionix AFP50-3 được tích hợp sẵn hệ điều hành Android với các phần mềm giúp cho anh chị có thể làm việc được ngay. Ví dụ như ở đây chúng ta có trình duyệt web có thể giúp cho anh chị truy cập vào Internet mà không cần tới máy tính, hoặc là Cloud Drive giúp cho anh chị đăng nhập vào tài khoản đám mây của mình. Phần mềm MyVibor bản quyền của Visionix là một phần mềm bản trắng kỹ thuật số với rất nhiều tính năng hay, cũng như là phần mềm để có thể đọc được các định dạng file văn phòng và còn rất nhiều phần mềm khác nữa. Ngoài hệ điều hành Android, anh chị cũng có thể tích hợp thêm một mini PC chạy hệ điều hành Windows 10 ở phía trong màn hình rất gọn gàng. Chúng ta còn có thể kết nối với các thiết bị như máy tính hoặc là thiết bị di động lên màn hình tương tác Visionix với hình thức có dây hoặc là không dây. Và đối với hình thức có dây, chúng ta chỉ cần sử dụng hai sợi dây HDMI và USB được cấp kèm theo màn hình gắm vào trong thiết bị. Thì ngay lập tức hình ảnh và âm thanh được truyền lên màn hình tương tác và bạn có thể điều khiển máy tính của mình. Đi kèm với màn hình được cấp kèm là một remote với các phím tính năng giống như bàn phím của máy tính. Bạn có thể chuyển slide, chuyển trang, chuyển ứng dụng hoặc đóng ứng dụng và còn rất nhiều tính năng khác nữa. Màn hình tương tác AFP50-3 có rất nhiều cổng HDMI giúp cho anh chị có thể truy cập cùng lúc nhiều thiết bị. Và việc chuyển đổi qua lại giữa các thiết bị này cũng rất là đơn giản. Ví dụ như mình đang muốn truy cập vào MacBook, mình chỉ cần sử dụng phím tắt ở trên màn hình, anh chị cũng có thể xem trước cái nguồn vào của mình và truy cập. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể điều khiển MacBook ở trên màn hình tương tác Visionix. Bên cạnh đó, màn hình tương tác Visionix cũng có rất là nhiều cổng USB, và đặc biệt là các cổng USB này đều là USB SmartBoard. Tính năng này rất là hay. Giả sử bạn có một laptop ở góc phòng và bạn không muốn di chuyển xuống đó để có thể cắm USB, thì bạn hoàn toàn có thể cắm USB vào trong cổng của màn hình. Dữ liệu sẽ tự động được đồng bộ và chúng ta có thể mở video ngay trên màn hình tương tác. Ngoài ra, màn hình tương tác Visionix còn có thể kết nối không dây nhiều thiết bị như là máy tính bảng hoặc là điện thoại. Đặc biệt, có thể kết nối cùng lúc 4 thiết bị và bạn cũng có thể tương tác cảm ứng trên 4 thiết bị này giống như là kết nối có dây. Ở hai bên màn hình có hai thanh công cụ. Trong cái thanh công cụ này thì có rất là nhiều phím chức năng, nhưng nổi bật trong số đó là quay phim màn hình và bút ghi chú. Tính năng bút ghi chú, anh chị có thể tùy chọn loại bút cũng như là màu sắc của bút. Và các thanh công cụ khác, trong đó nổi trội phải nói đến đó là tạo một cái buổi thi trắc nghiệm hoặc là một cuộc bỏ phiếu bằng cách quét mã QR để đăng nhập, rất đơn giản.
Màn hình tương tác Visionix có các kích thước trải dài từ 55 đến 98 inch, phù hợp với mọi không gian phòng của bạn. Và có rất nhiều cách lắp, bạn có thể lắp cố định trên tường, hoặc khi có nhu cầu di chuyển, bạn có thể sử dụng chân di động. Và các chân di động này rất đa dạng về mẫu mã, từ chân đế có bánh xe di chuyển đến chân đế có động cơ, có thể nâng lên, hạ xuống, xoay lật màn hình thông qua remote hoặc là điều khiển trên màn hình. Màn hình tương tác Visionix với rất nhiều tính năng hay, phù hợp với mọi nhu cầu và là giải pháp cho các phòng học cũng như phòng họp thông minh hiện đại. Để biết thêm chi tiết, anh chị vui lòng truy cập vào trang web visionix.com. Cảm ơn và hẹn gặp lại!